Da bụng nhăn nheo chảy xệ là tình trạng khá phổ biến xảy ra đối với hầu hết các chị em phụ nữ sau 9 tháng mang thai. Nguyên nhân là do sự thay đổi kích thước quá lớn trong thai kỳ. Vì vậy, vùng da bụng cũng cần một khoảng thời gian để có thể phục hồi. Các mẹ không cần quá lo lắng, hãy tham khảo ngay 6 cách sau đây để vùng da bụng có thể sớm hồi phục nhất nhé. 1. Giảm cân từ từ. Giảm cân đột ngột là một trong những nguyên nhân khiến da bị cháy xệ và nhăn nhúm, đặc biệt là vùng da bụng. Dẫu biết rằng việc giảm cân sau khi sinh là điều rất cần thiết, nhưng chị em cần giảm cân có lộ trình, khoa học để không bị ảnh hưởng đến da, khiến da mất đi tính đàn hồi. Bởi vậy, điều quan trọng là phải lựa chọn những đồ ăn thích hợp để bổ sung năng lượng cho cơ thể, vừa cung cấp đủ lượng calo, vừa không làm cơ thể bị phát phì. Các sản phẩm được chị em lựa chọn để giảm cân, hạn chế da chảy xệ sau sinh nhiều nhất là sữa ít béo và tránh các món chiên xào. Bạn có thể chọn trái cây và thịt nạc để làm thực phẩm bổ sung thay thế. Thay vì ăn nhiều trong một bữa, bạn hãy chia ra làm nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày là tốt nhất. Cơ thể sẽ chuyển hóa các calo tốt thành năng lượng và ít có khả năng được lưu trữ dưới dạng mỡ. 2. Uống nhiều nước. 2 giờ đồng hồ cho một lần uống nước là khoảng cách phù hợp để đảm bảo rằng cơ thể bạn luôn được bổ sung đủ nước và loại bỏ trọng lượng thừa do tích nước. Nếu chỉ uống nước khi cảm thấy khát, cơ thể của bạn sẽ cạn kiệt lượng nước cần thiết cho hoạt động trao đổi chất, cân nặng cũng sẽ tăng lên do hoạt động tích trữ nước dự trữ của cơ thể. Vì thế, uống nhiều nước vừa có tác dụng cải thiện sức khỏe, vừa giúp làn da sau sinh săn chắc, mịn màng và tươi trẻ hơn. Uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày là giải pháp rất an toàn và hiệu quả. 3. Nuôi con bằng sữa mẹ. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, việc cho con bú sẽ giúp mẹ giảm cân và quay trở lại vóc dáng trước khi mang thai của mình nếu em bé bú nhiều và lớn nhanh. Cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng sau sinh là một trong những phương pháp đơn giản và tuyệt vời nhất. Cách này sẽ giúp trẻ em giảm cân sau khi sinh vô cùng hiệu quả. 4. Luyện tập đều đặn. Chế độ ăn uống rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần trong kế hoạch giảm cân sau khi sinh. Bạn cần phải kết hợp với các bài tập aerobic và tập thể lực sau khi mang thai để đốt cháy calo và giữ cơ bắp, xương mạnh mẽ. Ngoài việc tập thể dục giảm cân, nó sẽ giúp cho các bà mẹ bớt lo lắng về vấn đề trầm cảm, căng thẳng và khó ngủ. Việc có một em bé mới trong gia đình sẽ khiến mẹ khó tránh khỏi stress. Yoga cũng có thể là một lựa chọn tốt cho việc giảm cân của bà mẹ sau khi sinh. 5. Hạn chế sử dụng chất béo. Nếu nuôi con bằng sữa mẹ, bạn không nên tránh hoàn toàn các loại thực phẩm chứa nhiều hydrat vì nó vô cùng quan trọng cho chất lượng sữa của bạn. Tốt nhất, bạn nên ăn nhiều protein, rau xanh và hoa quả tươi, tránh xa các đồ ăn quá nhiều chất béo như bơ, đường. Với chế độ ăn này, mẹ sẽ không bị tăng cân trở lại sau sinh. 6. Tẩy tế bào chết với muối biển. Việc tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ giúp da mẹ sáng bóng, loại bỏ những vết thâm, sạm và dạn da do quá trình mang thai để lại. Các mẹ nên thực hiện tẩy da chết đều đặn 1-2 lần một tuần. Bên cạnh những phương pháp trên, các mẹ có thể tìm hiểu thêm các loại kem thảo dược để massage hàng ngày, tăng thêm hiệu quả cho việc phục hồi làn da vùng bụng. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích với các chị em còn đang lo lắng về cách xử lý vùng da nhăn nheo chảy xệ sau sinh. Chúc các chị em thành công và sớm lấy lại được làn da như mong muốn.